thưa quý vị câu chuyện tiếp theo là vấn đề người ukraine người ta thông minh và người ta thực tế tôi vừa nhận được bản tin nói rằng là người ukraine đã họ dịch những cái tin chiến sự đang trên những cái mạng lưới của internet của tàu cộng bị xuyên tạc là vì lâu nay tàu cộng cái vấn đề mặt trận chiến tranh về tâm lý mạnh lắm tuyên truyền nga cũng thế Giờ này quý vị biết là bên Nga nó có những cái chương trình 24 trên 24 chiếu đi chiếu lại lại nhại của Putin. Trong đó nói rằng Putin đánh Ukraine là vì muốn giải phóng cho những dân Nga ở bên Ukraine đã bị cái tụ phát xít tiêu diệt. Và nó nói rằng cuộc chiến này là rất đúng. Cho nên là Cộng sản Tàu đàn em hùa theo nói rằng Ờ, đây không phải là xâm lăng mà đây là một cuộc hành quân đặc biệt của Putin để mà tiêu diệt cái bọn phát xít ở bên Ukraine đang giết những cái người nói tiếng Nga. Thì đó là sự tuyên truyền láo khoét. Người Ukraine người ta sửa liền. Trong khi quân đội Ukraine đang chiến đấu ngăn chặn quân đội Nga tấn công ở tiền tuyến thì trên không gian mạng có một trận chiến khác là người Ukraine đăng tin tức nhằm bác bỏ những tuyên truyền sai lệch của tàu cộng về cuộc xâm lăng của Nga. Đây, quý vị thấy tập của mình bị vỡ mặt chưa? Cho nên chúng ta phải càng cao tục Elon Musk. Tất cả những an ninh mạng của bên Ukraine là bị tiêu diệt hết. Facebook, Twitter, sọt rác, Nga với tàu nó chế ngự. Nhưng mà Elon Musk, cuộc kiến xảy ra ngày 24. Thì ngày 25, Elon Musk chở những cái vệ tinh những cái máy móc để liên quan coi đến Stalin đến được Ukraine từ đó cả thế giới thấy rõ chưa có một mặt trận nào mà kẻ thù bị phơi bày rõ ràng như mặt trận của Ukraine do đó nga dọa Ukraine dọa cả Elon Musk là sẽ tiêu diệt hệ thống truyền tin thông tin của Stalin của Elon Musk ông ta nói câu oh, nga nói cho vui thôi làm sao nó có thể tiêu diệt được mạng lưới của tôi không dễ đâu lý do tôi có trên 2.400 cái vệ tinh bay ở trên bầu trời và đó là lý do mà nga cầm không dám đụng đến và ông ta còn chọc putin nói rằng là putin mà ngon hay đánh tay đôi với elon musk và chắc chắn putin sẽ thua rồi lại đưa ra một thêm một câu nữa putin là nên rút quân về và nên ngăn chặn stop ngay cuộc chiến bất nhân này trên thế giới này có một người nào một công dân thường mà dám công khai chửi Putin và ra lệnh cho Putin bằng Elon Musk mà quý vị nhớ rằng Elon Musk là một người đang cần đến Putin là vì cái chiếc xe Tesla của ông ta bán cả thế giới và giờ này Nga đang thương lượng để có thể mua sản xuất ở bên Nga ngày hôm qua ông ta đã bay qua bên Đức để mà khánh thành khai trương cái nhà máy khổng lồ người ta gọi là Gigafactory Factory của Tesla họ tính là mỗi một năm sẽ sản xuất 500.000 chiếc cho Âu Châu ở bên Đức và một nhà máy làm những cái lò pin lithium mà đến giờ này ông ta còn ninh ngang nói với thế giới không ai có thể mà tàn phá của Tesla mà không thể so sánh là vì Tesla trước kia dùng các loại pin battery lithium giờ này tesla sắp sửa có loại pin mới là manganese là một cái kim loại bừa bứa trên thế gian này giá rẻ mà có thể là một cái loại mạnh nhất là vì người ta có một cái công thức đặc chế cứ ba nước một manganese mà tạo thành những cái bình ác quy mạnh hơn lithium và lại để lâu hơn và có thể chạy ra hàng ngàn mai bởi vậy cho nên elon musk rất mạnh mẽ và tài sản ông ta giờ này theo như Bloomberg cho biết không còn là đứng thứ nhì của bên Jeff Bezos như trước kia mà hiện nay trên thế giới người giàu nhất phải nói là ông Elon Musk. Tài sản của Jeff Bezos bây giờ chỉ có 190 tỷ đô la nhưng mà Elon Musk tài sản bây giờ đã lên đến 280 tỷ đô la. Hơn gấp dưới tài sản của Elon, của Jeff Bezos. Nhớ ông ta chẳng nói một câu hay lắm. Tôi thì được tiếng là giàu nhất thế giới. Nhưng mà thật ra cái người giàu phải nói là Putin. Cái tiền mà Putin nó đen cắp không đó là trên 200 tỷ. Ông ta nói thẳng. Cái lấy làm giàu đen tối của Putin đã kiếm được cả trên 200 tỷ đô la. Putin nói rồi, Elon Musk nói rồi. Sở dĩ ông ta ăn cắp được là vì tất cả đàn em mafia của ông ta ở bên Nga làm giàu một cách lưu manh đều phải đú cho ông ta 50-50. Đứa nào không đưa đúng 50-50 sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy cho nên ông ta bây giờ mới thực là người giàu nhất thế giới. Và tài sản ông ta có thể nói rằng trên 300 tỷ. Elon Musk là một người thẳng thắn. Thế thì người ta dịch như thế nào? Người Ukraine đang chuyển dịch những diễn biến mới nhất mà tàu cộng xuyên tạc ở trên internet dịch sang tiếng tàu, thí dụ như những tin tức về số thương vong và phân tích đồng thời đăng lên các tài khoản phổ biến như là WeChat và Weibo, tức là dùng ngay những cái màn internet của tàu cộng, người Ukraine người ta đưa lên những tin tức, người ta sửa những tin của tàu cộng. Thứ nhất là người ta giỏi, cái thứ nhì là người ta ái quốc, tàu cộng thì nói lưu manh lắm đây là cuộc chiến mà Putin bảo vệ những người nga và không gọi là cuộc chiến xâm lăng mà là cuộc chiến hành quân đặc biệt thì ở bên dân ukraine nó sửa lại đây là một cuộc xâm lăng ukraine ukraine chỉ muốn rằng Putin đừng xâm lăng nữa và tàu cộng nói láo cho nên gọi ông đập lưng ông theo như tờ South China morning post dẫn trường hợp của Masha, người nổi tiếng trên mạng ukraine tham gia cuộc chiến về trên mạng xã hội tàu cộng. Cô Masha đã đăng video về tình hình ở quê hương ở miền đông Donetsk của cô ta. Và sau đó cô ta đã được đoàn tụ với cha mẹ ở thủ đô Kiev. Cô ta nói rằng, đăng trên internet của tàu cộng, ở quê tôi khi tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên, mọi người cần phải trú ẩn dưới đất và cô Masha là biết nói tiếng tàu. <laughs> cô ta nói bằng tiếng tàu một cách thầm thạo, đăng trên TikTok và Siwa video. Cô ta nói rằng là bằng tiếng tàu nhé. Chúng tôi không có đủ bánh mì, tất cả các ngân hàng đều hết tiền mặt, mọi người không thể mua thực phẩm nếu không có tiền mặt. Và nơi đây đang chết dần vì bị Nga tiêu diệt dân chúng, không có một căn cứ quân sự. Thế thì người ta mới phỏng vấn Tại sao cô nói được tiếng Tàu Thì cô ta nói rằng tôi đã học tiếng Tàu Tại Đại học Quốc gia Của thủ đô Kiev Và cũng đã trải qua 9 tháng ở Tàu Cộng Video sống trong chiến tranh của cô Đã thu hút được hơn một triệu người Tàu xem Và có hơn 600 000 người ủng hộ Và đã có một số người gửi tiền giúp đỡ Quý vị thấy không? cái thời buổi này là phải Internet. Mà nếu không nhờ Elon Musk, thì làm sao dân tàu có thể coi được tin của bên Ukraine? Nếu không nhờ Stalin của Elon Musk, làm sao thế giới thấy được tàu cộng thất bại thê thảm trong vấn đề chiến tranh tuyên truyền và Nga chết thê thảm trên màn ảnh Internet của thế giới? Có một nhà văn nhạc sĩ và nghệ sĩ là ông Ivan Shimashiuk, 42 tuổi, đang viết các bài báo và phim tài liệu bằng tiếng Tàu và bằng nhiều những ngôn ngữ khác để giải thích lịch sử và cuộc chiến của Ukraine và Nga. Từ đó, Bắc Kinh đã thay đổi đường lối không dám nói xạo như trước nữa một cách cố ý. Bây giờ nói nhẹ nhẹ, ha à, rồi là có một ông nghệ sĩ khác là ông roman Kivivenko người ukraine 32 tuổi cho biết tin tức về cuộc chiến của nga mà được thế giới ngày nay biết nhiều trung thực là tôi cảm ơn ông elon musk và elon musk chính là một người anh hùng của cái cuộc chiến ukraine này bởi vì khi mà putin tuyên bố rằng cuộc chiến này là do quân phát xít tiêu diệt người nga thì họ đưa lên báo tàu cộng cũng tuyên bố như thế thì họ sửa lại nga nói láo là vì phát xít ngày xưa tiêu diệt do thái mà cái ông tổng thống bây giờ zelensky là người do thái không phải là người đức và từ đó dân tàu người ta đã lên ảnh hiểu người ta học hỏi được và người ta đã phản lại đường lối của tập Tổng bình đối với những người ukraine như là kivento cô thì nói rằng cuộc chiến chúng tôi thắng nhờ nhờ vấn đề tuyên truyền. Kể từ ngày có cái vấn đề Internet của Elon Musk, thế giới ủng hộ, dồn dập. Hiện nay 70 quốc gia đã gửi tiền về cho nước Ukraine, dân chúng. Sáng nay ông Tổng thống Zelensky còn đọc một bài diễn văn ca tụng những người oligarch là những người tài phiệt, tỷ phú, triệu phú của nước Nga. Ông nói rằng tôi xin cảm ơn những người giàu có của nước Nga, bậc tỷ, bậc triệu đã gửi cho tôi ít nhất là 40 tỷ phú của nước Nga đã gửi tiền cho ông Zelensky. Putin nghe tin này rất đau khổ là vì không ngờ Putin đã bị phản bội. Mà cái đó là sự thật. Vì rất nhiều người tỷ phú họ bị mất tiền. Họ bị phong tỏa tài sản. Họ bị cướp tài sản. Mà nếu bây giờ họ còn đi theo Putin thì họ chỉ có chết. Vì thế mà có nhiều tin tức cho biết rằng bọn tài phiền này đang cố ý giết Putin để mà giải quyết và chấm dứt chiến tranh cứu khỏi nước Nga đau khổ và tàn nạn. Kính chúc quý vị đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và xin ơn trên phù hộ chúng ta.